Đây, thưa quý vị khán giả, ha, Trần đang có mặt tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đang ngồi cà phê ở đây thì thấy ông hai người Lai, gọi là ông hai Lai à? Ừ, ông hai Lai cũng được. Đây, quẹo tay phải ông hai ơi. Đó, thì như nghe tiếng nhớ con không ông hai? Chú trường. Khỏe ha? Dạ. Nay ông hai ngồi nè. Qua đây ráng giờ hả? Dạ. Ông ơi, khỏe không? Con cũng khỏe không? Ừ. Bà hai khỏe không? Khỏe. Dạ. Đâu, sáng giờ ông bán được nhiêu tờ rồi? Được 90. 90 tờ rồi hả? Ừ. 90 tờ là lụm được 90 ngàn rồi. Ông có bán số 57 không? Con nuôi số 57. Biết rồi. 57 là ông trời à? 57. Nam trò nữ sụn 58 kìa. Thấy không? 58 kìa. 99 là sáng là nó 99 là 98 là nữ sụn. Hồi trước con đi Thạnh Phú có cái bà kia, bà lại coi bói cho con xong cho con số 57 con nuôi hồi đó, giờ không đúng luôn á. Không có đúng luôn hả? Không. Còn lấy 10 tờ nghe ông đây. Đây. Theo như Hậu nói là nam trồi nữ sụt. À. Cũng đúng rồi. Lấy 58. Chiều nay là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đang chờ nó cho anh ta. Rồi. 2, 3, 4. 4 người 4 tờ luôn á. Nè. Dạ, cảm ơn. Mời qua cảm ơn chủ kênh. Rồi, không có số ấy cho ông hai. Bữa giờ con quay ông hai mà cũng chưa có ai cho nữa. Thôi con cho ông tờ vé số đi. 2 tỷ nè ông hai. Cắt tờ đó vô. Cắt riêng. Cắt riêng tờ đó vô. Rồi. Chiều ông hai trúng cái. Chiều 2 tỷ đi lãnh chung tụi con nha. Trúng cái ông hai. Đã luôn. Đây con gửi nè ông hai. Ông hai vậy chứ ông hai không có vuốt được mệnh giá tiền. Không biết. Tình... Sao dạ, không? Quý vị khán giả, sao chiều nay thương? Em có 2 tỷ, em thề là em trích ra 100 triệu em cho anh Mậu Trường Channel đi làm từ thiện. Nhớ nha Mập. Đây đồng nghiệp của Trường quý vị khán giả ha. Còn đây đây là bà chị, con của bà chị ở dưới Ba Tri á quý vị khán giả. Ông hai ăn gì chưa? Ăn rồi. Ôi ăn sớm chưa hả? Ăn bánh mì. Hả? Ăn bánh mì. À ăn bánh mì hả? Dạ. Giữ kỹ cái họ. Chưa kỹ. Thì sao hôm nay lấy nhiều dữ vậy ông hai? Có chiều có ấy được không? Chiều mà còn có trả được không? Giờ trưa có gì trả bớt không? Dạ. Sáng giờ mà đã 90 tờ rồi. Thì như đây chắc trưa cũng trả được 5 triệu. Dạ. Ngày giờ như thời gian này chắc cũng được 100-200 tờ hả ông hai? Tao phải đi giữa trăm mấy. Trăm mấy hả? Giữa trăm tư. Dạ. Dạ. Giữa cái thân của mình nắng quá đi độ nổi. Nắng hàng 2-3 ngày này nắng quá trời luôn không hai? Nắng quá nắng. Dạ. Một tỷ là hết 10 triệu rồi. Cái họng mày bự quá không? Để tao nói chuyện với ông hai với cái họng mày bự quá trời luôn. Đây quý vị khán giả hen, ông hai để Trần nhắc lại chút xíu, ông hai là con lai của một người Pháp, lính Pháp. Hồi trước ba của ông hai qua đây chiến đấu rồi tham chiến ở đây rồi xong rồi lúc mà có bầu mẹ của ông hai có bầu á thì ổng về nước đó thì hứa cũng quay lại để rước hai mẹ con qua, nhưng mà sau đó thì ông đi biển biệt cho tới giờ luôn. Thì thân phận là con lai nhưng mà ông hai cũng rất là khó khăn. Thời gian trước thì lúc sinh ra thì bình thường, nhưng mà sau đó bị trái rạ hay gì đó thì ông hai bị mù hai con mắt luôn quý vị khán giả. Thì sau đó thì ông hai cũng có vợ có con nhưng mà cuộc sống cũng khó khăn. Thì hồi trước thì ông hai với bà hai làm nghề dịch chiếu, nhưng mà sau đó thì cũng không có ăn. Dịch chiếu phải không ông hai? Dạ. Thì sau đó thì ông hai chuyển qua bán vé số cho tới giờ luôn đó quý vị khán giả.
thì cái khu vực ông Hai bán là công viên Cái Cối với lại chợ Bến Tre. Thì buổi sáng thì ông bán ở cái khu vực công viên Cái Cối này nè quý vị khán giả. Đó, thì ai mà có gặp ông Hai, thương ông Hai mua ủng hộ cho ông ha. Nắng bữa này nắng nôi thì ông cũng đi cũng mệt mỏi dữ lắm. Còn buổi chiều thì nếu mà bán mà còn thì ông sẽ qua bên đi qua cầu Bến Tre rồi bán ở khu vực chợ Bến Tre á quý vị khán giả. Ông Hai là năm nay 80 tuổi rồi ông Hai. 70 tuổi thì có hai người, có hai hay ba người con ông Hai á. Hai người con thì cũng các anh chị đó cũng có cuộc sống riêng, cũng không có phụ hộ gì được cho ông nhiều đó. Thì hàng ngày thì ông cứ bán vé số rồi mưu sinh thôi. Cho ông Hai đi bán ông Hai. Ừ. Dạ, cảm ơn ông Hai nha. Ừ. Bye bye ông Hai. Khỏe. Dạ. Ông Hai hay chứ. Nghe cái tiếng của trường cái ông Hai nhận ra liền. Thường mà con lai là người ta sẽ một mà ví dụ mà hên mà được rước qua thì coi như đời sang trang, qua bên nước ngoài thì sống dù sao thì cũng có điều kiện sống tốt hơn ở ở đây ha. Ông Hai thì không có được may mắn như vậy. Hai thì ba của ông đi thì bỏ mẹ con ở lại luôn. Thì hồi trước thì ông cũng có hy vọng để làm giấy tờ rồi để đi qua ấy á, nói chung cũng lục lạo giấy tờ đồ này kia để làm, nhưng mà cũng không có được quý vị khán giả. Cũng phải chấp nhận cái cuộc sống ở bên Việt Nam mình khó khăn đó, ông đi bán rồi ông. Đó. Có chương trình như chia hè, có cuộc chia ly, có thể tham gia, có ai tham gia vô hỗ trợ không ai, tìm lại người cha. Các cha ông giờ này, cũng lớn tuổi rồi. Đó, cha của ông 70 tuổi rồi mà, 70 năm rồi. Vậy là nếu mà ông 70 tuổi là từ thời Pháp rồi. Đúng rồi. Hồi đó là 70 tuổi là ít nhất cha của ổng là trẻ nhất cũng phải 90. Hồi đó là cha của ổng qua tham chiến đây rồi có ổng sợ hơn 90. Rồi đây là khu vực công viên Cái Cối ha quý vị khán giả. Thì ở đây ví dụ mà quý vị khán giả nào mà có công tác ha, đi làm gì ở thành phố Bến Tre đó thì quý vị khán giả có thể đi qua cầu Bến Tre, tới chợ Bến Tre rồi đi qua cầu Bến Tre đó, cầu Bến Tre, cầu Bến Tre 1 hay 2? À, cầu Bến Tre 1 thì vừa qua cầu Bến Tre. Giờ đâu có cầu Bến Tre 2 nữa, bỏ là cầu kia cầu Mỹ Quá. À, vậy là qua cầu Bến Tre quý vị khán giả thì cái công viên cặp mé ngay trên cầu đó là công viên Cái Cối, thì ở đây có cái quán cà phê đó, thì quý vị khán giả ghé uống cà phê ở đây thì thường xuyên sẽ gặp ông Hai ha, ông bán vé số vòng vòng đây không à. Thì buổi chiều ông mới qua bên chợ đó, thì quý vị khán giả nào mà có tình cờ gặp ông ha cũng là cái duyên, thì ủng hộ cho ông một vài tờ vé số cho ông về sớm. Thì hàng ngày ông ở trong nhà ông ra đây ông bán, nghĩa là sẽ ôm chở ra quý vị khán giả. Thôi Trường xin kết thúc video đó ha, tạm biệt quý vị khán giả ha.